Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh LTK Bonsai có đến chỗ anh Đẳng ở thị trấn Thạch Gòi và có review một số cây mai, bông trang và một số cây khác có báo giá trực tiếp luôn nha bà con. Và bây giờ mình vào trong nhà, mình review trực tiếp từng cây và có báo giá luôn nha bà con. Rồi, chào anh Đẳng Đắng ơi. Chào anh. Thế là chào tất cả mọi người đang xem kênh của LTK Bonsai. Đẳng, em ở thị trấn Thạch Gòi, huyện Phụng Hiệp, cho anh Nam, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đang có một số coi mai vàng, bông trang và quế các loại. Đây là mai coi quế rất là già, mã số 1. Mình đọc số điện thoại dạ là 0939300828, đó cũng là số Zalo luôn á. Rồi, quế hoành 15. Rồi, cây rất già. À, chiều cao luôn anh. Rồi. Chiều cao 73. Rồi, quay vòng luôn. Đây là rất là già, rất là lão. Của em là bao ship, bao sống luôn. Bao ship toàn quốc. Toàn quốc luôn. Bao sống luôn. Này cây số 1, cái này giá như anh? Dạ 1,5 triệu. Rồi, cây số 1 giá 1,5 triệu nha bà con. Rồi, cây số 2 là cây mai vàng. Quái dị cà na luôn. Quái cực kỳ quái luôn. Quái không? Quái chịu quái luôn. Cho chiều cao chứ nè. Chiều cao chứ. Chiều cao là 50 đi. Rồi, cao 50 đi. Đo thăng không biết đo sao giờ. Cao hào hảo thôi. Đây là 10. Nguyên cái đế mình luôn. 57, 56 đi. Cái này mã số 2. Bao ship, bao sống luôn. Cây còn tươi xanh luôn. Cái này nói chung là nằm trong bụng đất rồi bứng rồi lấy ra. Không có sợ gì hết trơn á. Cây này giá nhiêu? 1,1 triệu anh ơi. Số 2. Rồi, cây số 2 giá 1,1 triệu nha bà con. 1,1 triệu. Bao sống. Chết 1, đổi 1. Rồi, quý vị đừng có lo gì hết trơn. Đây. Đây là cái phôi lùng lực bonsai luôn. Phôi này là bao đẹp như cái núi luôn. Đó. Tươi xanh luôn, cái này mới về hôm qua luôn anh ơi. Này mua tại vườn ha anh? Mua tại vườn luôn. Nước ngọt luôn tại Hậu Giang này luôn nè, không có nước mặn đâu mà lo sợ phôi nước mặn gì hết á. Trời, rồi. Cao chứ. Đâu hoành trước đi. Trời. Hoành đây 28 đi. Rồi, hoành 28. Cao 35. Trời. Nếu mà đâu củ đế thì đòi đây. Đo hoành hai thân đi. Hai thân thì nó mới. Hai thân thì 50. Rồi, thân 50. Dạ, yeah. Đo luôn cái củ đế không? Củ đế thì là 50-60 nè. Dạ. Cây số 2. Cây này giá nhiêu anh? Cây này số 3. Có cây số 3 mà con. Cây số 3. Cây này giá 2,9 triệu. Bao ship, bao sống luôn. Rồi, cây số 3. Thấy đâu cũng ship. Cây số 3 giá 2,9 triệu nha bà con. Cái mai rất đẹp, mặt này rất đẹp. Dạ. Rồi, tiếp tục một con rồng. Cây số 4. Không biết con rồng gì đấy. Đó. Nó dài lắm mà nha. À, cái mai đặc biệt là cái mai này bông dảo nha. Nhìn lá là biết 7-9 cánh. Rồi mình đo cái chiều cao. Rồi. Chiều cao 75. Rồi, cao 75. 80-75 đi. Mình đo vành 2-3 khúc đi.
16 đi. Thân sao nó là 13 như 12 đi. Chiều dài của cây này. Chiều dài bộ đế. Dài như 35 đi. Rồi, dài đó khoảng 35. Như một con rồng. Lá này mà lá mai dảo rõ ràng luôn. 7-9 canh. Cái này số 4. Giá nhiêu anh? Giá 1.1 anh ơi. Rồi, 1.1 ba ship luôn. Rồi, cây số 4 giá 1.1 nha bà con, ba ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp là cái mã số 5. Trên này thì còn có độc lạ nữa. À đây em chừa cho ba chi và em muốn bẻ thì bẻ. Còn không bẻ thì cắt bỏ. Chơi lại bonsai rất đẹp. Nó lên cục mù rồi. Cái này em mua trong vườn là tại nhà vườn ta quét vôi á, để cho đừng bị nấm mốc gì á. Không có gì hết. Rồi, ra chiều cao luôn. Rồi. Chiều cao là 35. Hoành là 18. Quanh cũ là 57 đi. Có độ dài của cái đế này là nó 25 30 luôn. Chiều dài của đế này là 30. Rồi cây cây này là cây số 5. Giao lưu nhiêu anh? Giá 1.2 triệu. Rồi cây số 5 giá 1.2 triệu nha bà con. Bao ship toàn quá. Cây số 6 tiếp tục cũng là cây mai đúng ha, tiếp tục cây mai vàng hả? Không, cây này rất là vàng, người ta trồng đè nó trong chậu á, rồi nó đè đèo nó bởi vì nó không được bự. Rồi mình tra thông số luôn nè. Chiều cao 35. Bành một thăng đó là 8 đi. Hai thăng đó là 19. Cái đế bành cũ đế là 54. Rồi. Cái này mã số 6. Số 6. Em giao luôn 1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, cây số 6 giá 1 triệu nha bà con. Cây rất vàng. Rồi. Cây số 7, cây mai vàng lùng lật luôn. Để nó chạy cho ta đây. Rồi mình trả thông số luôn anh ơi. Bình thăng là 20. Rồi. Cao. Cao là 25. Rồi. Rồi độ đế. Độ đế là 40. Rồi. Cây số 7 ha. Cây số 7. Cây này mình giao lưu nhiêu anh? Giá 1.1 triệu của anh. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi cây số 7 giá 1.1 triệu luôn. Rồi. Tiếp tục là cái mai nhỏ luôn. Cái mai cái rễ luôn. Chặt cái rễ là nó sống tới giờ luôn. Rồi tiếp tục là cái số 8 luôn. Chiều cao đó là 60. Đo cái hoành ngay đây đi. Đây là 18. Rồi. Đây là hai cây rễ nó chặt ra nó sống tới giờ.
Cây số 8, cây này rồi. Mình bán 400 ngàn luôn. À. Cây bao số 8 luôn. 400 nha bà con. 400 ngàn, bao ship toàn quốc. Rồi, cây số 9. Rồi, tiếp tục là cây mai vàng. Cao lên. Chiều cao là 88. Rồi, 88. Bình thân là 23. Rồi. Bình cái củ đế này là Rồi, củ đế 65. Cây số 9 đế. Cây số 9 này em giao lưu là 1.7 triệu. Cây số 9 giá 1.7 triệu nha bà con. 1.7 triệu, bao ship toàn quốc. Trời. Rồi, cây số 10. Cây mai này, mai vàng mà chụp này nó hơi lắc. Rất là đẹp. Chiều cao 85. Hoành thân 25. Hoành củ đế thì nó 55. À, đế mặt rất đẹp, rất tròn mặt. Đây cái số 10. Cái số 10 mình giao lưu nha anh. 1.5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, cây số 10 giá 1.5 triệu nha bà con, bao ship toàn quốc luôn. Mình đọc số điện thoại một lần nữa anh Đăng ơi. Là 0939 300 828. Yeah. Cũng là số Zalo của em luôn á. 0939 300 828. Rồi, cây số 11. Cây 11. Rồi, cây mai này là cây mai trực lắc luôn. Để có thể lai lai không gì nữa. Để nó nằm dài bầu đế này nó cao 83. Rồi, cao 83. Bình thân 25 đi. 25. Độ dài của cái đế này là 20. Dài đế 20. Rất độc. Là trực thăng lắc. Bây giờ muốn cục chơi bonsai cắt cục lại. Muốn chơi tông cao thì để làm gì chơi. Rồi, cây số 11, cây này giao lưu nhiêu anh? Cây 11 này là cây 1.5 triệu. Rồi, giá 1.5 triệu nha bà con. 1.5 triệu, bao ship toàn quốc. Rồi, cây 12. Cây mây tàn. Rồi, cái này cao khoảng nhiêu anh? Hơi thước dày ha. Khoảng mấy rưỡi đi ha. Đó, hết thước rồi. 20.
cụ đế dưới 33 cái cụ đế này thôi. À, nhìn rất và độc lạ luôn. À, giờ bà con muốn chơi cây lùn thì cắt lại chơi bonsai, muốn chơi cao thì cao. Rồi cái số 2 là em giao luôn 1.4 triệu luôn, ba ship toàn quốc luôn. Rồi giá 1.4 triệu nha bà con. Cái số 12 ba ship toàn quốc luôn. Rồi cây số 13. Rồi tiếp tục là cây 13. À, cây này nó muốn ra cúng thì đúng đây. Mặt này giờ cũng nghĩ con gì nghĩ đi. Để em nói mà không phải con đó nó mất công. Bà con muốn nghĩ con gì thì nghĩ. Mặt thú ha. Ừ. Ông muốn ra con thú hay là con gì cũng được. Bông rất đẹp này là năm cánh xích. Đẹp. Rồi, cây số 12 chiều cao trước kia. Chiều cao là 32 đi. Rồi. Hoành 2 thân đi. 2 thân thì nó 37. Rồi, 1 thân. 1 thân thì nó 24. Rồi. Mình cái cũ là dài cũ một. Hào hào thôi. 70. Rồi, đường 70 nha bà con. Rồi, không. Rồi. Đường như con thú rất đẹp. Cây số 13. Cây số 13. Em giao luôn là 1.8 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, cây số 13 1.8 nha bà con. Cây số 14. Cây mai cũ nữa. Cây mai này hơi bị độc quá. Cây mai rất là già. Để được cái dàn đế mà nó bự gì nữa, già gì nó không cây. Rồi chiều cao luôn ha. Đi. Rồi, cao 1 mét. Quanh 14. Rồi, cái đế 6. Cái đế nó như 17 đi. 17, 18 gì đi. Đế nó 17. Dạ. Ủa sao nó có bị trắng trắng không? Cái này là voi anh, trong vườn á. Tao quét voi đi chị, cái nấm cây á. À. Bị gông ghiêu lỗ đông á. Cái đó là bình thường không? Thẻ. Do đó là bình thường phải không? Dạ, không bình thường tay cây. Rồi cái 14 này em giao luôn 1.7 triệu bao ship toàn quốc. Rồi cây số 14 giá 1.7 triệu nha bà con, bao ship toàn quốc luôn. Đế rất là quái, rất là đẹp. Về muốn cắt bonsai thì cắt ngang đây treo bonsai. Chín bảy 12 cánh luôn ha. Dạ, dạ. Con cắt đẹp. Con đẹp, đế cũng đẹp. Đế một củ luôn. Hàng độc lạ luôn. Con đem về là bỏ vô chậu là chồng chơi luôn à. Cái vàng là được này là chơi luôn à. Cái sơ sơ là mình chơi mấy tàn luôn à. Bao đẹp luôn, bao độc luôn. Đế nè. Quá gì. Rồi chiều cao luôn nha, nắng ơi. Cao như 1 mét đi. Rồi cao 1 mét. Quanh 14. Quanh cũ nó 38 đi. Cũ hơi bị động nha. Hàng này hàng lạ, yếu lắm mới gặp. Cây số 15 ha. Rồi, cây số 15. Cây này giá nhiêu anh? Giá 1.3 triệu em bao ship thôi nè.
Rồi giá 1.300.000, bao ship toàn quốc luôn nha anh. Rồi tiếp tục. Cây số 14. Em mai là phổi chê. Rồi mình cho chiều cao luôn đây anh. Chiều cao 1m2 đi. Rồi 1m2. Cao 15 đi. Đế cao 15 đi. Củ đế này. Củ đế như 53, 52 gì đi. Đế rất là quái. Về muốn chơi tàn cũng được, mà chơi bonsai cũng được. Cây số 16 ha. Cây số 16 luôn. Rồi, cây này giá nhiêu anh? 2.300.000 bao ship luôn nè. Cây số 16 giá 2.300.000 nha bà con. Cây này đặc biệt nó rất là già, già cây lắm rồi. Rồi, cây số 17. 40 cây nha. Rồi cái này chiều cao mình thân nhiêu à? Rồi mấy rưỡi đi ha, tăng ngang thôi đi. Ngang 90 đi. Rồi ngang 90. Thân. Đó thân đại diện thôi, thân bự đại diện đi. 14. Rồi, thân lớn nhất là 14, tổng 3 thân. 35. Cây đặc biệt lên xù da me nha. Củ đế rất đẹp. Xù luôn ha. Lên xù luôn. Nguyên cái củ đế thì nó ra nhiều lắm. Tới 4 mấy 50 luôn. Cái mai rất lạ. Rồi cây số 17 ha. Rồi cây số 17 em giao luôn là 2.200.000. Cây số 17 giá 2.200.000 nha bà con. Ba ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp tục là em giao luôn không? Cái số 18. Lá nhỏ. Rồi. Bao bọc. Bao để luôn. Cái thùng chậu luôn á. Đâu có sợ chết chắc gì chưa. Để hơi bị đẹp luôn. Trang lá nhỏ, kinh đế gì cũng cả vấn đề. Bao đẹp luôn. Hồng phấn này hồng phấn đậm nha. Này lá chung. À, lá nhỏ. Lá nhỏ. À. Dạ. Đế rất là đẹp. Rồi, cho chiều cao chứ không được. 67. Tái ngang như 50 đi. Như là 9 đi. Rồi, bằng 59 nha. Rồi. Củ đế thì một bụng luôn. 25. 25 đi. Ờ. Rồi. Đế rất đẹp.
cây số 18. Cây này số 18 mình, này cho luôn như anh 700k 700 nha bà con, 700 bà rồi, ship toàn quốc luôn. Rồi cái chậu sao anh? Cái chậu lấy lại anh ơi, chỉ là ship không à, cái cây thần chậu rồi, cái chậu chỉ ship cây không nha bà ship con. Nếu bà con có nhu cầu chậu thì thương lượng ha anh. Cây chậu ship nó cũng bể à. Cây này để rất đẹp, về bà con vô chậu thì chơi luôn rồi. Cây số 19 bông mặt bông. Này là trang gì anh? Trang hồng phấn. Hồng phấn luôn ha. Hồng phấn lá nhỏ. Rồi mình cho cái chiều cao luôn. Chiều cao là 65 đi. Tán ngang như 55 đi. Rồi. Quanh củ là 9 đi. Rồi. Con bình đế thì khỏi. Nhìn này. Đế rất đẹp, rất đều. À. Cây thần chậu nữa bà con khỏi sợ chết chóc gì vậy. À. Rồi. Cây số 19 này cũng 700 ngàn. 700 ngàn luôn nha bà con. 700 luôn. Bao ship luôn. Rồi. Cây số 20. Vẫn là hồng phấn, lá nhỏ, hồng phấn đậm nha. Cây thần chậu nhổ ra bó lại là xong. Rồi chiều cao luôn anh ơi. Rồi. 70. Rồi. Tán ngang như 45 đi. Rồi, tán ngang 45. 9 đi ha. 9 nữa. Đấy gạch đi. Rồi cây số 20. 20 cây này cũng giá là 700k. Giá 700 luôn nha bà con. Nó ship toàn quốc luôn. Nó ship toàn quốc luôn. Không có bao chậu nha bà con. Nếu mà bà con có nhu cầu chậu thì mình thương lượng nha bà con. Rồi cây số 21. Vẫn là hồng phấn. Không có bao chậu được bà con ơi. Nặng đó. Chậu nặng hơn cây nữa. Rồi cao 70. Tán ngang 55. Này chắc không khoảng 9 ha. Ờ. Cũng là 9 nữa đi. Để cái đẹp. 700k em bán xuống toàn quốc luôn. Rồi cây số 21 cũng giá 700 luôn nha bà con. Rồi cây số 22 cũng là cây cuối của clip nha bà con. Rồi, em mong bà con cô chú bác từ xa ủng hộ em để clip sau còn lên nhiều cái đặc sắc hơn. Rồi chiều cao luôn. Bảy mươi lăm đi. Rồi tán ngang. Tán ngang như 50 đi. Quần 8. Cái này em giao lưu 650k. Rồi. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship không bao chậu. Rồi bao cây số 22 giá 650k nghe bà con. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Bao sống luôn. Cũng là cây cuối cùng trong clip. Rồi. Luôn. Rồi mình chào bà con luôn. Chào bà con, mong được sự ủng hộ của bà con gần xa ha. Để clip sau em được nhiều cái đặc sắc hơn gửi tới bà con. Rồi chào anh Đắng luôn. Rồi. Rồi kênh LTK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem và đã ủng hộ. Nếu bà con cô bác ưng ý cây nào thì mình
alo cho anh Đặng mình giao lưu nha bà con. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con vào video lần sau.